Hãy
Bóng nhiều thôi nhỉ. À, người ta đi vào cái này nói cái viết nói cái bình cái đá trà. Nó chưa cái hình này tôi biết đây là dài tiếp theo là dài đây là đá trà. Thì cái đá trà nó là cái đoạn đầu của non. Cái non nó có ba đoạn mà cá tràng là một hốc và hồi tràng, thế thì ba đoạn thì cá tràng là đoạn ngắn nhất, nó chỉ có 25 phân thôi. Và nếu như xét về tính di động ấy, thì ba cái đoạn dân non thì là hốc hồi tràng là di động như vậy, nhờ có mặt treo đó. Thì cá tràng thì là chỉ có đoạn đầu của nó mỗi hành theo tràng là di động. Như vậy là tá tràng là các bạn có thể nói là gì đâu, ít nhất à, nhưng mà ngắn nhất. Và ta biết là cái đường kính của dân non đấy là nó từ phía dạ dày xuống ấy là giảm dần. Vậy thì tá tràng nó là đoạn đầu tiên thì chỉ là nó có đường kính là lớn nhất à. Đấy, tá tràng nó mới cái điểm cho đoạn dân non ngắn nhất, nhất ít gì động nhất. Ít thì có mỗi cái hành giá trào với rượu, ít rượu nhất. Và to nhất à. Cái đường kính của nó lớn hơn hỗn hợp hồi trắng.
về phân đoạn đấy thì ta biết là tác giả nó chia thành bốn cái đoạn như thế này, bốn cái phần, bốn đoạn. Tác giả nó gồm bốn phần, đó là cái phần này, phần trên, phần xuống, phần ngang và lên, bốn phần lên xuống ngang lên. Đấy, nó gồm bốn phần và hai cái góc tác giả. Bốn phần lên, trên, xuống, ngang lên nhé, và hai góc. Thế thì tác giả ấy thì bây giờ ta nói về thứ nhất là phần trên. Trên phần trên thì cái đoạn đầu ấy, tức là cái đoạn gần dạ dày của phần trên ấy, là di động. Đấy, phần trên đoạn đầu là hành tác giả, hành hay là bóng. Đấy, phần trên đoạn đầu của nó là hành hay là bóng tác giả. Cái đoạn này di động thì nó nằm ở giữa hai cái mặt nối. Đấy, hành hay là bóng tác giả, đây là đoạn di động thì nó nằm giữa hai mặt nối. Hôm trước chúng ta học hai cái mạng lưới nhỏ và lớn đúng không? Thì mạng lưới nhỏ có vẻ bám vào bờ trên hay dưới nào? Và mạng lưới lớn thì lại bám vào bờ dưới phải. Thì như vậy cái hành dưới nào nằm ở giữa hai mạng lưới và nó di động được. Cái phần trên này nó đi sang phải và ra sau, nó dài độ 5 cm. Đấy, chạy sang phải ra sau dài 5 cm. Và nó ở ngang mức cái đốt ngực 11. Ngang mức đốt sống ngực 11. Cái phần trên tác giả nó liên quan như thế này. Bây giờ nếu chúng ta để thế này, đây là tác giả của bạn ôm đến tụy ống. Bây giờ nhấc tác giả lên thì đây là tụy rời ra mà không có tác giả này. Thì ta thấy là cái đầu tụy nhá, thì cái bờ trên đầu tụy có vẻ lõm vậy, có ảo nhỉ, là do có cái tác giả nó ấn lên, khoảng đây nhất cái tác giả rồi. Như vậy rõ ràng là cái đối với cái phần trên tác giả thì cái mặt dưới của nó rõ ràng là liên quan với tụy, có ảo. Còn cái mặt trước ấy, nếu ta hạ gan xuống thì cái gì hạ xuống đây thì vuông. Lại nói tiếp này, như đây nhá, đây là ông đoạn có nói đến cái này là động mạch thân thân gì thân tạng này, chứ thân tạng mới tất nhiên cái này là lách này. Lách thì dọc bờ trên của tụy đúng không? Đấy, đến lách này. Và đây là vị trái này. Thế thì cái động mạch gan trung đi sang phải ra trước này thì đi ở trên tụy, thì đi đến cái bờ trái cái bị cửa thì cái động mạch gan trung mình mới chia ra một cái, tức là một cái nó đi xuống này, cho nên ta thấy nó ở đây, tức là cái đoạn từ đây đây là đi sau phần trên đó ra, có nhỉ, sau phần trên ra đó là động mạch vị tá gì tá giảm. Và sau khi tá giảm xong cái vị tá giảm ấy thì cái anh này mới cái động mạch gan nó mới đi vào, đi lên vào vòng nó nhỏ mà đi đến cửa gan, trên đường đi đến cửa gan nó còn tách ra một cái vị nữa, đó là vị vị phải đúng không? Đấy. Thế thì hôm trước có nói những cái này đường mật chính ở đây thì gồm có hai, có phải ống mật chung không? Xong đến là ống mật gì? Chủ. Thì cái ông mất chủ sẽ ông nọ nói là nó đi những đoạn nào, ông mất chủ sẽ đi một đoạn ở trong cú gan, xong một đoạn đi ở sau tá tràng, đây là tá tràng nó thấp xuống quá ảo điểm thì sau phần trên tá tràng, sau đó mới sau đầu tụy, đây là sau đầu tụy, sau đó mới đổ vào phần xuống tá tràng. Như vậy bây giờ ta cứ tóm từ phía một, bây giờ cái phần trên tá tràng thì nó liên quan như này, phía dưới thì liên quan với đầu tụy.
quan này về phía dưới thì mấy đồ trước với về hai gan đúng không, phía trước thì vuông của gan, phía dưới với đồ phía trước với đồ thì vuông của gan, còn phía sau là với hai cái mà chúng ta vừa nói đó là động mạch vị tá tràng và động mạch chủ sau cái động mạch vị tá tràng. Đó chưa? Đấy là cái phần số tất cả. À phần số. Chúng ta nói về cái phần số. Phần số tất cả. Phần số tất cả thì nó dài độ 8 cm. Dài 8 cm. Đi từ đốt sống ngực thắt lưng 1 đến thắt lưng 3. Từ thắt lưng 1 đến thắt lưng 3. Cái phần trên là ngang thắt lưng 1. À. Cái phần xuống này nó liên quan như thế này. Cái phần xuống này thì về liên quan của phần xuống như thế này. Về phía sau ấy, nó sẽ liên quan cái gì? Thắt phải và dính vào thắt phải. Tức là giữa nó với thân phải không phải có ngách thôi nhé, dính vào nhau. Liên quan về phía sau với thân phải. Các hiểu này, tức là khúc mạc, ví dụ nó đi từ bên phải này sang thì nó phủ. Đây là nếu chỗ này thì bụng này sẽ phủ lên mặt trước thận. Nếu từ bên phải sang, mặt trước thận phải. Sau đó đến đây, đến chỗ này thì lại phủ từ thân phải lại đặt lên tới gì? Làm chứ không phải lách vào giữa thận của nó nhỉ, thấy không? Mặt trước và mặt sau với phải, phía trong với cái gì? Ở phía trong với đầu tim. Trong với đầu tim. Và chính là hôm nọ chúng ta đã nói rồi, ở cái phần trong phần số tất cả thì nhận hai cái nhận có cái ống tụy vào mặt đổ vào đấy, cái thành trong của phần xuống thì nhận cái ống dẫn từ gan vào tụy có nào nhỉ, cụ thể là cái nhu ta lớn thì có phải nhận ống nào đổ vào, ống chủ và ống có chủ và ống tụy. Chúng ta bé thì nhận cái ống tụy phụ. Đấy, ví dụ cái ống tụy nó như thế này. Đấy, ống tụy. Nhưng mà đây, cái ống tụy lên đây thì nó sẽ cùng với đây là ống mật gì? Mật chủ đấy. Hai cái ống tụy và ống mật chủ sẽ chui vào thành trong của phần nào tới gan, phần xuống tới gan có phải nhỉ? Và ở trong cái thành trong và xuống tới gan thì hai ống hợp nhất lại một cái ống chung. Và nếu cái ống chung nó phình ra thì lúc ấy gọi là bóng, bóng ấy gọi là bóng gan gì? Bóng gan tụy. Xong bóng gan tụy thì nó đổ ở chỗ này là nhú lớn. Thế còn cái ống tụy nữa đó là ống tụy phụ thì đổ vào nhú. Đúng rồi, đổ vào thành trong phần số tới gan nhưng mà đổ vào nhú bé. Hôm nọ chúng ta có nói cái vị trí của nhú to lớn là chỗ nào? Ở chỗ đấy đoạn phần 3 dưới với đoạn 2 phần 3 trên của phần số. Đúng không? Còn nhú to bé thì nó ở trên nhú to lớn độ 2 cm. Thì có bị phụ không không? Đổ vào. Đấy là liên quan về phía trong nhé, phía sau là thận, phía trong là như vậy. Về phía trước như thế nào? Trước nó như thế này thì chúng ta biết đây là góc
khóc gì đấy, khóc đại tràng, khóc cái chồng phản. Thì góc này với đại tràng lên thì đương nhiên là nó cố định này, mặt sau nó dịch, cũng không bảo mỏng. Nhưng mà tiếp theo góc đại tràng phải, sang bên đây là đại tràng góc đại tràng trái này thì đây là đại tràng ngang. Đại tràng ngang thì di động, tuy nhiên cái đoạn đầu của nó ấy, kể từ góc đại tràng phải mà ra đến bờ trong của phần xuống ấy, thì cái đoạn đầu của đại tràng ngang vẫn chưa di động, nó vẫn cố định cái đoạn này. À, thì đoạn này ấy, chính là nằm trước cái phần cái là xuống thế nào luôn. Thì qua cái bờ trong của xuống thế nào thì đại tràng ngang nó mới di động. Đấy, mặt trước ấy, liên quan với phần phần cố định, phần cố định bên của đại tràng ngang. Đấy, liên quan với cái phần bên phải cố định của đại tràng ngang trước. Đấy, mặt trước liên quan với phần cố định của đại tràng ngang là túi mật, hạ gan giống như túi mật. Viêm túi mật quá rồi thì nó dính vào cá tràng nhé. Về đến phần ngang cá tràng, phần ngang cá tràng trong có bốn phần, thế là phần ngang nó dài nhất, nó dài 10 cm, vắt ngang qua trước thì đốt thắt lưng 3 dài 10 cm, vắt ngang trước thắt lưng 3. Thì cái anh phần xuống tới tràng, à, phần ngang tới tràng thì là dài nhất, nó bên đây là góc 8 góc tràng, mà đến góc dưới này là đổ vào đại tràng thì góc hồi mới gì, hồi mới giờ hả. Thì giữa hai góc này thì là hống và hồi tràng có thể di động được, có hả nhỉ. Và cái đoạn hống hồi tràng di động ấy thì nó treo vào thì còn cái mạc treo ruột, người ta biết là cái mạc treo nào phải có mấy bờ nhỉ, hai bờ đây. Nếu tôi vẽ sơ đồ cái mạc treo đấy, đây một cái mạc treo đây, thì đây là phúc mạc thành, đây là phúc mạc tạng, bọc các tạng, đây là bọc mạc ruột, đây là mạc gì? Thì cái bờ phía sau mà dính vào thành bụng đây của mạc treo, người ta gọi là dễ mạc gì? Còn cái bờ còn lại của mạc treo đây là bờ gì? Ruột. Thì tôi vẽ là đây chính là cái gì đây? Dễ mạc treo. Ở đây chính là dễ mạc treo ruột non. Thì cái dễ này có đặc điểm là thế nào? Bắt chéo trước cái phần ngang. Đã gì? Chúng ta biết là thế này, chúng ta biết là đây là động mạch chủ bụng này. Tiếp đến ấy, thì cái đoạn động mạch chủ bụng này đi sau khối tá tràng một tí. Còn đến đây mới thấy có lỗ nhỉ? Thì lúc mà cái động mạch chủ bụng đang ở sau tí thì nó thế nào? Nó tá tràng một tí này. Mình lớn. Nhớ cái gì không? Mặc theo trang gì? Trên thì kèm nó có một cái tĩnh mạch này. Này thì cái động mạch mặc treo trên này cũng giống như là thì dễ mặc treo dần non này, động mạch đây thì cái động mạch mà dễ mặc treo dần non nó bắt chéo trước phần ngang các chàng. Đây, cái động mạch nó tách ra từ cái động mạch chủ bụng như này nhé, nó đi xuống. Đúng không? Thế ta nhìn dung là giữa cái động mạch này với cái thân động mạch chủ ấy sẽ là một cái góc kìm. Đúng không? Cái động mạch mặc treo trên này cả với thân động mạch chủ của góc kìm, và cái góc kìm chính là ôm cái mỏm móc của tụy và cái phần
ngang ta chạy có là gì à? Đấy, ví dụ tao cắt hết đồ ra thì thấy ngay chú bụng ngay đây là mang theo trang gì chế dưới đó thì cái mặt cắt đây tôi có thể cắt qua đây là cái gì đây tá gì ta chàng mà trên ta chàng đây chính là mỏ gì mỏ móc trên nữa đây là chính vẫn là mô gì mô tủy phải không đây chính là nó kẹp cái mỏ móc vào cái phải tóm lại ấy, phần ngang ta chàng liên quan ở phía trên là cái đầu thì trước với hai cái đó. Nào, còn ở trên cái đồ thị phía trước thì dễ mặc theo có thể dùng non và động mạch mặc theo chuẩn xuyên. Động mạch mặc theo trên. Phía sau nó liên quan đến gì? Để phía sau ấy, thì chính như phần ngang tới dạng liên quan đến hai cái mạch lớn đấy, đó là động mạch chủ mũi, chính mạch chủ gì? Chủ dưới, cột sống thắt lưng. Đấy, sau ấy động mạch chủ mũi, chính mạch chủ dưới, cột sống thắt lưng. Trước là với dễ mà theo dần non và động mạch bằng theo trên trên phía trên chính là nào đây chúng ta nói về cái phần lên phần lên tất cả nó ngắn nhất à. Không quá 3 cm phần lên thì dài cũng không quá 3 cm thì cái phần này chạy lên ở bên trái cái động mạch chủ và tập trung ở ngang bờ trên của đốt sống thắt lưng hai. Đấy, cái vị trí kết thúc của nó là ở bờ trên thân đốt sống thắt lưng hai. Hai chứ không phải ba nhé. Đây là các phần của tá tràng thì giữa 4 phần chúng ta biết là nó có 2 cái góc, góc tá tràng trên và góc tá tràng dưới và góc tá tràng trên thì chính là cái chỗ mà nó ấn vào gan đây thì cái ấn ở phía trong so với ấn thận đây là ấn gì nhỉ? ấn tá tràng thế thôi. Đây là cái hình thể và liên quan của tá tràng nó như vậy. Còn về hình thể trong của tá tràng thì nó giống như hình thể trong của ruột, tức là nó đi màng và có nếp vòng, có phải gì à? Nếp vòng và đặc biệt là có 2 cái nhú lồi, ta có nói gì đấy là nhú tá tràng lớn và nhú tá tràng bé. Thế ta nói tí về tụy. Thì nó là cái tuyến đường nội tiết và ngoại tiết. Đấy là cái tuyến đường nội tiết và nội tiết nằm bắt ngang trước cột sống thắt lưng. Sẽ bắt ngang trước cột sống thắt lưng và đi từ tá tràng đi từ cái vòng cung của tá tràng ấy cho đến rốn lách bên trái, bên phải là nó nằm trong cái vòng cung chữ C của tá tràng. Đấy, thì ta có thể là bắt ngang chữ cột sống nó đi từ vòng cung tá tràng cho đến rốn lách. Thì cái tụy này nó có một đầu